sao? Mày để vậy thôi chứ mẹ có đi đâu. Mà để gì để mày đi á, mày để chẳng lẽ mày trưng bày. Đúng rồi, mày trưng bày được chưa? Mày trưng bày rồi mày muốn mày đi. Bệnh mẹ cũng đi nữa. Mẹ đi công chuyện mà. Mẹ đi rồi mẹ đi nấu ăn rồi mẹ đi tùm lum với ba mẹ mua kem. Kem gì? Làm gì có? Hồi bữa. Kem gì đâu? Hồi nào? Nói rồi. Mà mẹ xuống trên mẹ cũng đi ba hoài à. Mẹ đi công chuyện, đi để có tiền lo cho con. Mẹ có kiếm được tiền đâu, mẹ qua nước ăn, mẹ có kiếm được tiền. Mẹ không biết nói tiếng Anh đâu mà mẹ kiếm được tiền. Mày đã hỏi mẹ. Mẹ đi trong Việt Nam mà. Mẹ đi Việt Nam hả? Mẹ đi Việt Nam mà mẹ sợ ba ly. Chưa có hồi nào mà đi Việt Nam mà sợ ba ly. Ô mẹ, mẹ đi xuống tuốt Hà Nội nè. Mẹ làm gì? Mẹ xuống Hà Nội mình làm gì nè? Hà Nội nó nghèo lắm, mẹ biết đâu sao mẹ làm gì được. Mẹ nói gió cho. Mẹ đi mà mẹ đi ăn với bạn nè.
Mấy bữa nay mẹ ở nhà mẹ chăm con đó thôi. Con biết rồi nhưng mà mẹ ở nhà với con được không? Ở hoài. Ở nhà hoài nghèo luôn á. Xin mẹ ở nhà con đi mà để ba đi một mình không được đó. Ba đi một mình không ai chăm sóc cho ba hết kìa. Thì mẹ ba thì ba mẹ kêu ba kêu mấy cô hay là kêu mấy cô ở trong hôm chỗ làm việc của ba mấy cô đi theo mấy cô nấu ăn cho ba. Nấu ăn cho ba. Nấu ăn cho ba hả? Không phải nấu ăn cho ba để ba tự ăn. Mấy cô cũng đâu biết nấu đâu, mấy cô cũng biết mệt mà. Nhưng mà mẹ ba ở nhà với con mà. Mấy cô đi mấy cô mệt rồi. Đi có một ngày á con ăn con chân mẹ luôn á nè. Lúc trước con đâu có như vậy đâu. Con biết rồi. Rồi tự nhiên giờ con tại vì con bị bệnh. Con biết con bao nhiêu tuổi chứ không? Con không bị bệnh đâu con đòi mẹ. Nhưng mà hôm nay con đỡ rồi. Nhưng mà con bị bệnh mà. Con đỡ gì rồi? Con mẹ ai nổi. Hôm nay bác ở nhà với trời mà lâu á. Mẹ đi mẹ mua quà cho con nha. Ba đi làm. Cảm ơn mẹ ơi mẹ đi về. Ê sao không về được đi. Con biết mẹ về nhưng mà mẹ cứ đi hoài à. Hoài đâu mà hoài. Con ngủ vậy là biết không khi mẹ rồi. Mẹ cứ đi hoài á. Mẹ quá. Chăm bao giờ à, mẹ cứ đi mẹ đi mẹ đi mẹ đi rồi mẹ đi. Mẹ đi hoài à. Mẹ đi ba đi một mình không được à. Ba biết nấu ăn mà. Ba biết nấu ăn. Ba biết nấu ăn hả? Đúng rồi. Hồi đó ba nấu cái chi ba nấu trứng á. Ba không thấy à. Ăn trứng mà đâu có tốt đâu. Nhưng mà ba biết nấu. Ba biết nấu trứng à. Ba đâu biết nấu gì. Đâu mà ba lấy gì ba của mẹ mà muốn mẹ nó bám cho ba hoài à. Để hả mẹ không bám cho ba người ta cướp mất ba thì sao? Có sao đâu, ba là con trai ba mạnh mà. Ba không có ba làm tất cả đâu có cần mẹ đâu. Ừ. Nhưng mà nhiều lúc mẹ cũng phải chăm sóc cho ba để không ba bệnh sao? Ba không có bệnh, bây giờ mới thấy ba có bệnh đâu. Ba còn đứng quay phim trần trần của con. Má ơi, nhà con. Tại vì ba đang nói chuyện buồn cười, ba mới quay á. Con bớt nó lại đi. Con chân là ngạ luôn á. Nấu luôn tên con. Con đi lúc mà mẹ, ba chở con đi xem đá. Con nói với mẹ, là mẹ đi con xin mẹ. Mà nói với cậu gì á, anh con á, mà ai nói là cậu gì cũng nói là tự nhiên là mẹ bỏ cậu đi hoài, con đi hoài cho con ở nhà được, con ở nhà một mình con không có ở được đâu. Nhưng mà mẹ đã nói là mẹ đi về nhà mà đúng không? Hôm qua mẹ đi về nhà. Đi về. Mẹ đi ha.